Rồi, xin chào các bạn đến với kênh kỹ thuật điện. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách đi dây, kéo dây cho công tắc ổ kém và mình lắp bóng đèn. Đây là cái ổ trong nhà vệ sinh nha. Đây mình sẽ kéo một kẹp nguồn, đó dây nguồn mình quấn bằng keo đen nha, 2.5 nha các bạn. Hai dây điều khiển đèn, một dây đèn ngồi, dây đèn keo và một kẹp là dây máy nước nén, đó là ở trong này, đó dây kẹp dây máy nước nén các bạn, đó để máy nước nén á nha. Rồi tiếp tục, phía tiếp theo là phần, đây là phần phơi đồ nha các bạn. Phơi đồ thì mình sẽ làm cho nó một ổ kém trong phèo công tắc ngồi, công tắc treo, công tắc ngồi hành lang và một công tắc phía trong phèo phơi đồ nha. Đó, ok, mình chế dây xuống đây. Nguội thì mình đấu ở trên la phong nha các bạn nha, nguội đấu la phong. Rồi tiếp theo vô phòng ngủ, một phòng ngủ, phòng đây phòng ngủ một thì mình sẽ để phía bên tay phải đó. Mình sẽ có một kẹp dây nguồn, kẹp dây nguồn và 2.5, kẹp máy lạnh, máy quạt và một cái đèn với lại là một quạt hút nha các bạn. Nhớ là trong phèm các bạn lúc nào có máy lạnh nè, quạt nè, đèn ngủ nè và đèn. Đó là cái đó đều là hiển nhiên nha. Nhớ là đi dây hết. Rồi ok, mình sẽ ra phèm ngủ thứ hai. Phèm ngủ thứ hai cũng như thế luôn nha các bạn. Bạn cứ có máy lạnh nè, máy quạt nè, máy quạt treo tường nha, không phải máy quạt đứng, máy quạt treo tường. Rồi đèn sáng á, và có khi là có đèn ngủ nữa, tùy theo cái nhà có để đèn ngủ hay không. Mình phải ba cái đó, lúc nào cũng phải có ba cái đó hết. Kém thì mình để người ta lúc mà để máy quạt đứng, có khi là cũng phải sạc pin điện thoại rồi đó, đổ kém 2-3 chỗ chứ hả nha. Rồi ok, còn ở ngoài đây thì hành lang nha, mình sẽ lấy trên kia ra hành lang cho cái nhà này. Mình sẽ làm hai bóng đèn ở phía dưới này, sẽ có một bóng đèn và mấy ô kém nữa nha. Đó, đây xuống phía dưới đây là phải bật công tắc đó. Đây, lúc trước thì mình cũng quay cho các bạn tham khảo cái phần thô rồi, bây giờ mình phải quay lên cái phần là kéo dây điện nha. Cái dây điện thì cũng bố trí công tắc ô kém rồi, bố trí cái đèn chỗ nào đó mình đã nói cho các bạn rồi. Rồi chào tạm biệt các bạn.